Chúng ta thường nghe câu nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một quan niệm không chỉ phổ biến trong văn hóa mà còn được thể hiện rõ nét qua nhiều tác phẩm nghệ thuật. Điển hình là những bộ phim cung đấu đặc sắc, nơi những cuộc chiến tâm lý và mưu mô diễn ra giữa những người phụ nữ tài trí để giành lấy sự ưu ái của nhà vua. Và nếu nói về Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến một nhân vật lịch sử đầy quyền lực và bí ẩn, Đặng Thị Huệ. Một người phụ nữ không chỉ thông minh, sắc sảo mà còn là nhân vật có khả năng thao túng quyền lực, điều khiển cả triều đình nhà Trịnh, đặc biệt là chúa Trịnh Sâm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Trước khi vào nội dung chính, nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh của chúng tôi, Việt Sử Toàn Thư với sứ mệnh kết nối những giá trị lịch sử của dân tộc với người trẻ Việt qua những ấn phẩm video. Bắt đầu nào! Tuyên phi được sủng ái. Theo các tài liệu cổ xưa, Đặng Thị Huệ, một nhân vật lịch sử đầy bí ẩn, có quê quán ở làng Trà Hương, huyện Phù Đồng, trấn Kinh Bắc, ngày nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà xuất thân từ một gia đình nghèo khó và có một người em trai tên Đặng Mậu Lân. Khi bước chân vào phủ chúa, Đặng Thị Huệ chỉ là một nữ tỳ bình thường. Thường thì phận nữ tỳ trong cung không có cơ hội gặp mặt chúa, ngay cả khi tuổi già đã đến. Nhưng một ngày, vận may đã mỉm cười với Đặng Thị Huệ khi nàng được chủ sai bưng một khay hoa đến dâng chúa. Theo bộ tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái, một ngày nọ, tiệp dư Trần Thị Vịnh đã sai Đặng Thị Huệ mang một khay hoa đến trước chúa Trịnh Sâm. Nàng lại càng may mắn hơn khi chúa Trịnh Sâm, người nổi tiếng đa tình, ngay khi nhìn thấy nàng đã bị cuốn hút. Khi chúa nhìn thấy vẻ đẹp của nàng với đôi mắt phượng mày ngài, chúa cảm thấy rất ưng ý và vội vàng gọi nàng vào phòng trong để ân ái. Thị Huệ thực sự là người có khiếu thiên bẩm trong việc này. Nàng khéo léo chiều chuộng, mang đến cho chúa những cảm giác mới lạ chưa từng trải qua. Tĩnh đô vương Trịnh Sâm, với quyền uy và những công lao lớn lao cho triều đình, đã giành chiến thắng trong nhiều trận chiến cam go. Sau nhiều năm giao tranh với quân Nguyễn mà không phân thắng bại, phải đến thời Trịnh Sâm, quân Trịnh mới thắng thế và chiếm được cả xứ Thuận Quảng của Đang Trong. Tuy nhiên, trong chuyện riêng tư, chúa không mấy khi cảm thấy thỏa mãn. Dù đã tuyển nhiều mỹ nữ, chúa vẫn luôn cảm thấy trống trải, thiếu vắng. Khi thứ phi Dương Ngọc Hoan sinh ra Trịnh Tông, ai cũng nghĩ chúa sẽ vui mừng, quên đi mọi lo toan. Nhưng không, dù chúa cố gắng làm ra vẻ vui vẻ, ánh mắt vẫn lộ rõ nỗi u sầu. Tiệp dư Trần Thị Vịnh thật sự không thể ngờ rằng khay hoa của mình lại có tác dụng lớn lao đến vậy. Từ đó, chúa như bị tự nhốt bên Đặng Thị Huệ, người đã mang đến cho chúa những phút giây tình ái nồng nàn, khiến chúa cảm thấy trẻ lại và vô lo. Điều này hoàn toàn khác với những lúc chúa phải cầm quân đi Nam Chinh hay đối phó với những mưu toan trong triều. Tuy nhiên, chúa cũng có những lo lắng riêng. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy chỉ xoay quanh việc làm sao để chiều lòng người đẹp. Có lần khi Đặng Thị Huệ cầm một viên ngọc quý của chúa để xem, chúa đã lo sợ nàng làm rơi, nhắc nhở nàng phải cẩn thận. Nhưng nàng ngay lập tức sầm mặt, ném viên ngọc xuống đất và khóc. Ngọc thì đã là gì? Chẳng qua sai người vào Quảng Nam kiếm giả chúa hạt khác mà thôi. Sao nỡ trọng của khinh người như vậy? Nói rồi nàng dỗi, bỏ sang cung khác, lấy cơ ốm để từ chối gặp chúa. Chúa phải dỗ dành mãi mới mong nàng nguôi ngoai và chịu tiếp tục gặp mặt. Từ thời điểm đó, Đặng Thị Huệ trở thành một nhân vật được chúa Trịnh Sâm hết sức yêu quý. Mọi lời nói của nàng đều được chúa lắng nghe, và bất cứ việc gì xảy ra cũng đều được bàn bạc cùng nàng. Họ sống chung như một cặp vợ chồng, với Đặng Thị Huệ được cung phụng những tiện nghi sang trọng như xe kiệu và quần áo giống hệt như của chúa. Tuy nhiên, với sự chiều chuộng ấy, Đặng Thị Huệ dần trở nên lộng hành. Mỗi khi có điều gì không vừa ý, nàng lại xây sẩm mặt mày và khóc lóc thảm thiết, khiến chúa phải lo lắng và bối rối. Khi Đặng Thị Huệ mang thai, chúa đã sai người đi khắp nơi để lễ bái cầu sinh con thánh. Cuối cùng, nàng sinh một bé trai vào năm Đinh Dậu, tức năm 1777, trong niên hiệu Cảnh Hưng thứ 38. Chúa Trịnh Sâm rất yêu thương đứa trẻ, và khi nó tròn một năm ngày tuổi, chúa đặt tên cho nó là Cán, tên của mình khi còn nhỏ, để thể hiện rằng đứa bé có sự liên kết đặc biệt với chúa. Có con trai nối dõi, chúa mừng không để đâu cho hết, phong nàng làm chính cung, gọi là Tuyên Phi. Tháng 9 năm Nhâm Dần năm 1782, chúa Trịnh Sâm qua đời. Theo di mệnh của ngài,
Thế tử Trịnh Cán được lập làm chúa, tuyên phi Đặng Thị Huệ buông rèm nhiếp chính. Vốn xuất thân làm nghề hái chè ở làng Phù Đồng, trấn Kinh Bắc, nay trở thành thái phi, bà được dân gian quen gọi là bà chúa chè. Dung túng cho em trai. Do được chúa yêu quý, Thị Huệ bèn hỏi con gái chúa là quận chúa Ngọc Lan cho em trai mình là Đặng Mậu Lân. Quận chúa vóc người yếu đuối, từ nhỏ vẫn ở trong cung thủy tinh, kiêng nắng, kiêng gió. Nơi Ngọc Lan ở, chúa bắt thị tỳ phải nói năng sẽ sàng để cho nàng khỏi giật mình. Khi Ngọc Lan đã lớn, mỗi lần vào thăm chúa đều cho phép cùng ngồi với mình như lúc nàng còn bé. Có rất nhiều công thần, quý tộc, nhiều người đã tới cầu hôn, nhưng chúa chưa hứa gả cho ai. Đến khi Thị Huệ cầu hôn cho em trai, chúa sợ mất lòng bà ta, bất đắc dĩ mà phải gượng nhận lời. Đặng Mậu Lân vốn là một tên hung bạo. Từ khi Thị Huệ được chúa yêu dấu, Lân càng ỷ vào thế trị để làm những việc càn rỡ. Hết thảy áo quần, xe kiệu của y đều dập kiểu theo đúng như của vua chúa. Thường ngày, Lân vẫn đem theo vài chục tên tay sai, cầm gươm vác giáo đi nghênh ngang khắp kinh ấp. Hễ gặp xe kiệu, bất kỳ là của đám quan quân nào, Lân cũng đều ca kiện đánh nhau, làm cho họ nhục nhã, rồi lấy thế làm thích thú. Gặp đàn bà con gái giữa đường, hễ người nào trông vừa mắt, tức thì Lân sai tay chân quây màn chướng ngay tại chỗ, rồi lôi người ấy vào hiếp liền. Ai không chịu, Lân xẻo luôn đầu vú. Chồng hoặc cha kẻ bị nạn, nếu dám hé răng kêu ca, lập tức Lân sai quân vặn gãy răng, hoặc cũng có người bị đánh đến chết. Người thiên hạ sợ Lân hơn sợ béo sói. Biết rõ tính nết của Lân nên chúa Trịnh Sâm rất xót con, bèn lấy cớ rằng Ngọc Lan từng đậu lên sỏi để không cho phép Đặng Lân gần gũi quận chúa. Chúa sai nhiều thị nữ đi theo để hộ vệ Ngọc Lan và cả viên nội sai là Sử Trung Hầu đến làm giám chế, không cho Lân xâm phạm tới quận chúa. Mỗi lần Lân định vào với quận chúa thì lại bị Sử Trung ngăn lại. Vì vậy, Lân hết sức tức giận. Một lần bị ngăn trở, Lân tuốt gươm chém chết Sử Trung. Ngọc Lan hoảng sợ, sai một thị nữ chui qua một lỗ hở nhỏ chạy về phủ chúa báo tin. Chúa Trịnh Sâm tức giận, liền sai quận huy đem quân bao vây bắt được Lân, giao xuống cho đình thần nghị án. Các quan đều nói là tội đáng bêu đầu. Đặng Thị Huệ nghe tin, khóc lóc xin chết thay em. Cuối cùng, chúa bất đắc dĩ không thể xử theo luật, đành theo tình riêng mà giảm tội cho Lân từ tội chết xuống thành đi đầy ở Châu Sa. Sách Tang Thương Ngẫu Lục chép rằng, đình thần họp bàn mãi, sau cùng phi xin đầy Lân ra ở An Quảng. An Quảng chính là Quảng Ninh ngày nay. Vậy mà đến khi đi đầy, Lân vẫn còn rất hống hách. Hắn xếp dọn nhà cửa, mặc áo tù đi ra khỏi kinh mà vẫn đem theo nàng hầu, vợ lẽ rất nhiều. Nhà chức sự sắm sẵn xe thuyền ở bến sông Nhị Hà. Trên thuyền tiếng đàn sáo véo von không dứt. Ra đến nơi, quan địa phương phải làm nhà cửa cho hắn ở. Số phận Đặng Mậu Lân, sử sách không chép sau đó thế nào. Nhưng có lẽ chết trong quãng thời gian từ lúc Trịnh Sâm chết đến khi quân Tây Sơn ra Bắc. Hậu vận cực kỳ thê thảm. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí ghi lại lời kể của người em rể Nguyễn Hữu Trình với Trình chi tiết về số phận tuyên phi Đặng Thị Huệ. Theo lời người này, sau khi Trịnh Cán chết, thái phi liền sai người bắt tuyên phi đến trước mặt mình, kể tội rồi buộc tuyên phi phải lạy tạ. Tuyên phi không chịu lạy, thái phi bèn sai hai thị nữ đứng kèm hai bên, níu tóc tuyên phi dập đầu xuống đất. Nhưng tuyên phi vẫn nhất định không chịu lạy mà cũng không nói nửa lời. Thái phi giận quá, đánh đập một hồi, nhổ nước bọt và đầu vào mặt, rồi đem giam vào nhà hộ tăng ở vườn sau. Tại đây, tuyên phi bị làm tình và làm tội cực kỳ khổ sở. Một bữa, tuyên phi lấy áo che mặt, trốn ra khỏi cửa Tuyên Vũ. Chạy đến bến đò phố khách thì bị quân lính đuổi kịp bắt về. Từ đó, bà ta lại càng bị giam giữ chặt chẽ, sau đó được cho làm cung tần nội thị vào thờ phụng Tẩm Miếu. Tuyên phi được vào hầu hạ Lăng Tẩm, đêm ngày chỉ gào khóc xin chết theo tiên vương. Đến ngày giỗ đại tường của chúa Trịnh Sâm, tuyên phi bèn uống thuốc độc mà chết. Chúa sai quan trấn thủ Thanh Hoa, theo lễ cung nhân táng tuyên phi ở cách vọng lăng của tiên vương một dặm. Người khiến Trịnh Sâm từ chúa giỏi thành kẻ suy đồi. Về bản chất, Trịnh Sâm là một vị chúa cực kỳ giỏi. Từ nhỏ đã có tiếng giỏi thơ hay chữ, làm thơ từ năm 14 tuổi, đã cùng Ngô Thị Sĩ đối đáp. Còn về võ công thì Trịnh Sâm làm được điều mà các chúa Trịnh trước đây không làm nổi là vượt sông danh đánh chiếm tận đô thành của chúa Nguyễn. Một số sử gia đã đưa ra nhận định rằng
nếu Thịnh Vương Trịnh Sâm sống lâu như Khang Vương Trịnh Căn, có lẽ sử phong kiến của Việt Nam sẽ được viết theo một hướng hoàn toàn khác, ám chỉ rằng triều đại nhà Trịnh có thể đã thống nhất được đất nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi đáng kể kể từ khi Trịnh Sâm si mê Đặng Thị Huệ. Thời gian đầu, Trịnh Sâm nổi bật với những quyết định sáng suốt và cải cách chính trị tích cực. Nhưng từ khi vướng vào mối tình với Đặng Thị Huệ, ông dần trở nên mù quáng và u mê. Tình yêu mãnh liệt đã khiến ông lơ là với việc quản lý quốc gia, dẫn đến sự suy thoái trong chính trị và sự lan rộng của những lời than vãn khắp kinh đô. Em trai của Tuyên Phi, Đặng Mậu Lân, đã lợi dụng thế lực của chị mình để làm những việc sằng bậy trong kinh thành. Hắn thường xuyên say xỉn, gây rối, đánh đập người khác mà không hề lo sợ hậu quả. Dù vậy, Trịnh Sâm vẫn tha thứ cho những hành động bạo lực của hắn, thậm chí còn đồng ý gả con gái cho Mậu Lân. Điều này cho thấy ảnh hưởng sâu sắc của Đặng Thị Huệ đối với chúa, làm cho triều đình trở nên rối ren và hỗn loạn. Chúa Trịnh Sâm không chỉ lắng nghe mà còn không ngừng chiều chuộng Đặng Thị Huệ bằng những cách rất đặc biệt, thường tiêu tốn tiền của quốc gia để làm vui lòng nàng. Mỗi dịp trung thu, chúa lại cho lấy gấm lụa trong kho để làm đèn lồng. Những chiếc đèn này được làm từ gấm thượng hạng, mỗi cái có giá trị lên đến vài chục lạng vàng. Chúa còn cho dựng hàng trăm cây phù dung ven hồ Long Trì để treo đèn, tất cả nhằm mục đích mang lại niềm vui cho Tuyên Phi. Có giai thoại còn nói rằng một lần, có một người Tây Dương đem đến phủ chúa một lọ nước hoa giao bán với giá 10 xe ngọc. Huệ thích lắm, nhưng chúa còn ngần ngừ. Thị bèn bỏ ăn 3 bữa làm Trịnh Sâm phải đồng ý mua, mặc dù biết là giá đắt. Tuy nhiên, chính sự si mê và mù quáng của Trịnh Sâm đối với Đặng Thị Huệ đã dẫn đến những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Ông đã phế bỏ ngôi thế tử của Trịnh Tông, con trai trưởng, để lập con trai của Tuyên Phi, Trịnh Cán, mới chỉ 4 tuổi làm thế tử. Quyết định này đã tạo ra một mầm mống bất ổn trong triều đình giữa hai phe ủng hộ Trịnh Tông và Trịnh Cán. Chỉ một tháng sau khi Trịnh Sâm qua đời, phe kiêu binh từ đất Thang Mộc đã nổi dậy, tiêu diệt Trịnh Cán và đưa Trịnh Tông lên ngôi chúa. Trịnh Cán bị giáng xuống làm cung quốc công, nhưng hơn một tháng sau, hắn đã qua đời vì bệnh tật. Và đó cũng là câu chuyện mà Việt Sử Toàn Thư muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy chia sẻ thêm cho người thân và bạn bè của mình nhé. Ngoài ra, vì kết thuật toán của YouTube ưu tiên cho các video có nhiều lượt tương tác như thời lượng xem và like, nên nếu thích video này thì các bạn hãy vui lòng nhấn vào nút like để video được tiếp cận xa hơn nhé. Nội dung video chỉ dùng để cung cấp thông tin, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn